Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ về Mode, một hiệp sĩ hệ đất đã ra mắt khá lâu rồi và đã từng khá phế các bạn, nhưng hiện nay đã được bắp trở lại và đang khuấy động cái đấu trường Arena. Đầu tiên về phần stat cơ bản của Motelix thì Mode có bộ stat sặc mùi Bruiser các bạn. Các bạn có thể thấy là Defense 674 và máu là 6148, đều trên những cái mốc trung bình là khoảng 600 def và 6000 máu, kèm với đó là 27% crit chance cho các bạn build crit dễ hơn. Speed thì khá là chậm, chỉ có 109 thôi, và attack thấp nè, cũng như là crit damage, effectiveness, effect resistance thì không có cộng gì thêm. Nhìn chung stat của mod khá ok về mảng tăng cờ, tuy nhiên việc không cộng thêm crit damage nè và có speed thấp á, nó có thể làm cho các bạn thấy là build mod có vẻ hơi khó một chút. Bởi vì thực ra mod thì cũng cần khá nhiều chỉ số các bạn. Về Imprint Release thì mod sẽ cộng attack cho đồng minh, hơi bị kỳ cục so với chức năng một xíu, nhưng mà Imprint Concentration thì rất là ok, bởi vì mod nhận thêm Critical Hit Chance lên đến tối đa là 16,8% các bạn, giúp mod build crit được dễ dàng hơn. Thì từ bộ Start và Imprint của Motelix thì các bạn có thể đoán được là mod thuộc dạng hero chơi nhây rồi, tức là build kiểu mà vừa có máu trâu vừa có sát thương luôn. Và đợt buff vừa rồi á, thì nó cũng giữ vững được cái chức năng này của mod. Thì chi tiết mời các bạn cùng vào phần kỹ năng nha. Về kỹ năng thì mod có hai chiêu kích hoạt cùng một chiêu nội tại. Thì đầu tiên chiêu 3 của mod là Advent Motelix. Thì đây là một chiêu tấn công toàn bộ kẻ địch và gây debuff Fear trong hai lượt các bạn, đồng thời là hồi máu cho mod. Thì Fear là một cái debuff khống chế mới. Đây là debuff mà nó khống chế toàn tập như stun luôn. Tuy nhiên nó có 40% tỷ lệ bị giải trừ, do vậy đây là cái debuff mang tính hên xui may rủi rất là cao. Ngoài ra thì chiêu này còn có suy giáp 70% cho một nhân vật có máu cao nhất ở bên địch, và xuyên kháng hiệu ứng cho tất cả những kẻ địch nào có máu tối đa thấp hơn máu tối đa của Motelix. Sát thương chiêu này tăng theo máu của Mot, và cooldown thì là 5 lượt giảm còn 4 lượt nếu các bạn max chiêu. Một chiêu thức vừa đánh sát thương mà vừa khống chế rất là khủng khiếp. Nếu hên thì coi như các bạn stun kẻ địch hai lượt xuyên kháng kèm nút một cục sát thương vào tăng cờ của kẻ địch. Sát thương chiêu này thì không quá cao nếu xét theo khía cạnh của nút cờ, nhưng con số khoảng tầm 15.000-20.000 sát thương cũng khá là ổn áp cho dân tăng cờ Bruiser rồi. Nội tại của mod Absolute Dignity các bạn thì mod sẽ miễn nhiễm hết các debuff mà chặn di chuyển, có nghĩa là stun, sleep và fear, các bạn có thể thấy ghi chú ở đây. Ngoài ra mod còn cấm counter tất cả các nhân vật trên sân ngoại trừ bản thân của mod thôi. Đồng thời cho bản thân mod 20% tỷ lệ counter bất cứ khi nào một đồng minh bị tấn công các bạn, bao gồm cả bản thân của Motelix. Tức là các bạn được free một cái artifact 5 sao Elbridge Ritual Sword, đồng thời free luôn gần như một set counter các bạn. Rồi khi counter attack thì Mo sẽ kích hoạt Sacred Blessing. Thì Sacred Blessing là một chiêu giúp buff khiên cho toàn bộ đồng đội và giúp cho bản thân của Mo nhận thêm một buff speed trong hai lượt các bạn. Sức mạnh của cái khiên sẽ tỷ lệ thuận với máu tối đa của Mo. Điều tiếc duy nhất của cái chiêu này chính là nó không có giải hiệu ứng các bạn, có nghĩa là mod khá e dè trước những cái debuff mà cấm buff. Và chiêu 1 Extermination thì đây là một đòn đánh đơn mục tiêu với 50% tỷ lệ phá giáp trong hai lượt nếu các bạn max chiêu này lên. Xuyên kháng hiệu ứng cho những nhân vật nào có máu tối đa thấp hơn máu tối đa của mod, và các bạn có thể dùng một cục lửa để soul burn tăng tỷ lệ phá giáp lên thành 100%. Ngoài ra mod còn có exclusive equipment giúp tăng tỷ lệ phá giáp lên thành 60%, hoặc là tăng buff speed của chiêu 2 lên thành 3 lượt, hoặc là tăng sát thương của chiêu 3 lên thêm 10%. Thì cá nhân mình thấy cái món buff speed này có vẻ là hợp nhất nè, sau đó là tới món phá giáp, và cuối cùng nếu các bạn đánh mạnh vào sát thương của mod á thì các bạn có thể dùng cái món tăng sát thương chiêu 3 này. Ok, thì với bộ kỹ năng như trên các bạn thấy mod là một nhân vật đi PvP rất là tốt, còn PvE thì chỉ ở mức tạm dùng thôi. Về chức năng PvE thì vì bản chất mod là trâu bò nên có thể làm vai trò tăng cờ để lâu lâu có thể phá giáp hay bắp khiên cho đồng đội cũng được. Tuy nhiên khi dùng trong PvE thì mod đã phế bỏ rất là nhiều chức năng. Ví dụ như chức năng debuff fear nè, chức năng cấm counter nè, và chức năng xuyên kháng hiệu ứng nè. Do đó thì PvE mod có vai trò làm tăng cờ cầm chân thôi các bạn. Tức là nếu thiếu tăng cờ chuẩn PvE thì có thể tạm dùng mod chứ không phải là tăng cờ chính được. Vị trí mà mod tỏa sáng nhất không phải là PvE mà chính là PvP các bạn. Mod này dù mới chỉ được buff trở lại thôi nhưng đã khuấy động tất cả các đấu trường PvP rồi. Chỉ cần mod có mặt trong trận là mọi thứ đều không thể counter tắt được. Như vậy là đã giảm sức mạnh của rất nhiều đối thủ như là Navy Captain Landy nè, Abyssal Yuffin nè,
hay là Martial Artist Ken nè, Amiki nè, cho đến Aria, Moonlight Chiron, Violet, Spirit Aisling, vân vân, và mây mây hàng loạt các hero counter bruiser khác. Điều này đồng nghĩa với việc là các bạn có thể loại bỏ hoàn toàn một biến số ra khỏi trận đấu, giúp các bạn tính toán xếp đội hình được dễ hơn mà không phải lo lắng hết lượt như là khi dùng Astromancer Elena các bạn. Bên cạnh đó thì sức mạnh của Mortalix còn nằm ở debuff fear rất là khủng khiếp, bởi vì nếu như không cẩn thận và nếu bị xui á thì toàn bộ đội hình của các bạn có thể không hành động trong hai lượt tiếp theo luôn, nói nôm na lại bị stun hai lượt đó các bạn. Và lúc đó thì trận đấu gần như là đã an bài rồi. Và điều thú vị nữa là debuff này xuyên kháng được các nhân vật thấp máu hơn Mort. Như vậy thì có thể khống chế luôn những cái thành phần bất hảo như là Elena nè, Destina nè, hay mới nổi gần đây có Bloodblade Karin khá khó chịu, hoặc là Ruel apply các bạn, những thành phần có rất là nhiều resistance. Và các bạn hãy đoán xem bản thân Mort thì lại không thể bị stun, không thể bị sleep, không thể fear. Vậy nên nếu muốn cản Mort lại thì các bạn phải dùng những cái giải pháp debuff khác, hoặc là phải bật immunity lên trước khi Mortalix có thể tung chiêu. Trước khi đã ăn debuff fear rồi là các bạn chuẩn bị nhai hành số lượng lớn. Đó là chưa kể đến những cú thập của chiêu 1, các bạn xui là bị phá giáp cả team hồi nào không hay luôn. Và khi phá giáp rồi thì combo cực tốt với lại Afternoon Shock, Flan hoặc là các đồng đội sốc sát thương khác. Tương tự với chiêu 3 thì Mort với chiêu 1 có thể thoải mái phá giáp các thành phần bất hảo, nhiều resistance như là Destina, Ruel of Light vân vân, giúp cho cuộc đời của bạn trở nên dễ dàng hơn. Vì có rất là nhiều điểm khó chịu như trên và có khá nhiều yếu tố hên xui trong chiêu thức của Mort, nên có lẽ Mort sẽ trở thành nhân tố đặc biệt trong các đội hình tấn công lẫn phòng thủ trong Arena và Guild Wars luôn. Vì hiện nay mới vừa được buff thôi nên chưa có nhiều biến động, nhưng trong thời gian sắp tới thì có thể các bạn sẽ gặp được Mortalix trong các team phòng thủ của Guild Wars. Còn với World Arena thì chắc các bạn có thể tự trải nghiệm ha. Mort hiện nay cũng xuất hiện khá nhiều trong World Arena rồi. Tuy Mortalix là một nhân vật rất mạnh sau buff các bạn, nhưng không phải là không có cách counter Mort. Hiện nay có khá ít người build Mort có effect resistance, cho nên tất cả những debuff khống chế gián tiếp đều có thể đối đầu được với Mort, như là trừ combat readiness này, như cấm buff này, như đánh miss này, hoặc là phong ấn vân vân. Nói cách khác thì ví dụ những combo như Heart City và Blooming Lydica này, combo Zio và Moonlight Roanna này, hoặc là dùng New Moon Luna hay Nightwall này, đều có thể dùng để counter Mortalix rất là hiệu quả. Hoặc là đơn giản hơn, các bạn có thể nuốt Mort trước khi Mort gây sát thương bằng cách dùng là Afternoon Shock Flan hoặc là Genua, hoặc là bất kỳ nuker nào mà các bạn có. Ngoài ra việc giải debuff fear cũng là một cách counter Mortalix rất là tốt. Và một vài nhân vật có thể giải debuff này chính là Ambitious Tywin, Dragon King Sharun hoặc là Dilibet. Và vì Mortalix không có street buff các bạn, nên khi counter Mort các bạn cũng có thể dùng những giải pháp buff immunity như là Moonlight Calric hay là Last Rider Crown để chống chế lại. Ok, về chức năng nói chung thì Mortalix được làm lại khá là ổn, hiện có thể sử dụng hiệu quả trong PvP. Về tiềm năng thì có thể sẽ có mặt lâu dài trong các meta PvP luôn, bởi vì nó anti được đòn counter tắc. Nhưng cần lưu ý là tuy Mort mạnh là vậy nhưng không phải là vô địch thiên hạ, các bạn vẫn có khá là nhiều cách khắc chế Mortalix, cho nên khi dùng nhân vật này thì các bạn vẫn cần tính toán để sử dụng hợp lý nha. Mình qua đến cách build của Mortalix thì cá nhân mình nghĩ sẽ có nhiều cách build khác nhau. Ở đây thì mình chỉ trình bày cách build máu trâu kèm sát thương thôi, bởi vì cái cách này hiện tại được nhiều người ưa chuộng hơn. Với cách build này thì các bạn cần khoảng tối thiểu là 25.000 máu các bạn, và 250 crit damage, 100% crit chance, và tầm tầm khoảng 200 speed. Máu thì nên là 25.000 máu trở lên. Nếu các bạn build thấp hơn thì các bạn phải bù bằng crit dam nha, bởi vì máu thấp thì nó có nhược điểm là các bạn bớt trâu bò lại, cho nên các bạn phải bù cái nhược điểm đó bằng cách là nâng sát thương lên. Chứ các bạn nâng máu thấp mà sát thương cũng không tới nữa thì mọt sẽ rất là yếu. Nên là an toàn nhất thì nên nhắm đến cái móc là 25.000 máu trở lên. Các bạn nên nâng 100% crit charge để đảm bảo mọt gây sát thương được nhiều nhất. Và kèm với đó sẽ là nâng crit dam luôn. Thì crit dam là một cái chỉ số mà các bạn có thể tùy ý chỉnh sửa thôi. Nếu các bạn build máu thấp khoảng 20-25.000 thì bắt buộc crit dam của các bạn phải tầm 300 đổ lên các bạn. Còn nếu các bạn build khoảng 25.000 máu trở lên á, thì crit dam của các bạn có thể dao động. Ví dụ như bản thân mình build 30.000 máu thì crit dam của mình để khoảng 170-180 gì thôi. Nhưng mà các bạn vẫn có thể build khoảng 27.000 máu, 28.000 máu và crit dam của các bạn là 250 crit dam vẫn ok luôn. Để tham khảo á, thì với một Mortalix 25.000 máu, 250 crit dam có thể đạp được xuyên giáp 20.000 máu tăng cờ bên địch của các bạn, trong điều kiện là tăng cờ đó không bị giảm sát thương.
Và sau khi các bạn có máu, có đam rồi thì các bạn nên chú ý đến speed. Speed thì có thể dao động từ 150 đến 250 tùy vào các bạn muốn Mortalis đi chậm hay đi nhanh. Với cái speed gấp 109 thì build speed cao hơi khó, nhưng mà mình nghĩ tầm trung bình là 200 speed là ổn. Và nếu các bạn đi chậm hơn thì bắt buộc các bạn phải nâng trâu bò hơn nha. Chứ mà các bạn vừa đi chậm mà vừa máu giấy nữa thì rất dễ tử nạn trước khi có thể sốc được sát thương. Ok, sau khi đạt được máu, dam và speed rồi thì các bạn chú ý nâng defense lên. Tối thiểu nên là 1100 defense. Còn muốn ổn áp thì các bạn nên kéo defense lên khoảng 1300-1500 để có thể chống đỡ được sát thương. Đó là toàn bộ các chỉ số quan trọng. Còn những chỉ số như là attack effectiveness, resistance thì các bạn không cần quan tâm lắm. Thực ra hiện nay thì mình thấy điểm yếu của Mortalix là debuff, cho nên trong tương lai có thể xuất hiện phiên bản Mortalix 100 resist các bạn, hoặc là Mortalix 200 resist gì đó. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy có quá nhiều cách build như vậy, nên tạm thời mình bỏ qua cái hướng là Mort resistant ha. Chỉ là nêu ra để các bạn biết là nó có thể tồn tại thôi. Về set đồ của Mort thì có khá là nhiều lựa chọn. Cơ bản nhất các bạn có thể dùng set speed hoặc là set destruction để có thể dễ dàng đạt được những cái chỉ số mà muốn. Còn nếu mà xịn hơn thì các bạn có thể dùng set counter attack giúp counter trong lúc bị phong ấn. Hoặc là mình thấy Mortalix dùng set injury cũng khá tốt các bạn, để phá máu kẻ địch. Những set đồ hai món thì các bạn có thể dùng set grit hoặc là penetration nếu thiên về hướng sát thương. Các bạn có thể dùng set máu, set death nếu thiên về hướng phòng thủ. Tùy các bạn có cái set nào tốt thì dùng set đó thôi. Về artifact cho mod chúng ta có những lựa chọn như sau. Nhóm artifact common thì các bạn có thể cho mod dùng Brute Valor để tăng độ nhây lên. Hoặc là Victorious Flood cũng là một artifact tốt, vừa tăng dam gây ra mà vừa giảm dam nhận vào. Nhóm artifact cho hiệp sĩ thì các bạn có vài thứ hay ho như sau. Đầu tiên, Elbridge Ritual Sword các bạn. Một cái artifact tận dụng khả năng tối đa counter attack của mod, và đặc biệt là giúp các bạn counter attack ngay cả khi bị phong ấn luôn. 3F là một artifact limited giúp nổ thêm sát thương theo máu tối đa, phù hợp cho những màn nào build Mortalix theo kiểu tăng cờ và không đánh mạnh vào crit dam. Trường hợp nếu các bạn đánh mạnh vào crit dam thì Broken Wheel of the Breeze là một lựa chọn, bởi vì cho các bạn khả năng xuyên giáp thêm 16% và tăng hit chance. Hoặc là artifact Magician Classes cũng tăng cho các bạn crit dam và giảm sát thương nhận phải. Holy Sacrifice cũng có thể được cân nhắc để hồi sinh gây bất ngờ cho kẻ địch. Bastion of Belucia tận dụng yếu tố nhiều máu của mod để bảo kê một hero chủ lực trong team. Noble Oath dùng để bảo kê bản thân. Nói chung là có khá nhiều art 5 sao cho Mortalix. Còn art 4 sao thì các bạn có thể sử dụng hai cái artifact chân truyền là Adamant Shield và Aureus, rồi tùy các bạn có cái nào thì xài cái đó thôi. Mortalix có thể dùng được rất là nhiều artifact các bạn, nên không cần phải lo lắng lắm về vấn đề này. Tuy nhiên nếu các bạn muốn build Mortalix mà kiểu full counter thì các bạn vẫn phải cần dùng Elbridge Ritual Sword. Đó là trường hợp duy nhất các bạn cần một cái artifact mà chính xác này. Về tiết mục Awaken và Skill Up thì vì Mort là hiệp sĩ Gemini các bạn, cho nên các bạn cần có những Catalyst như sau. Đầu tiên, Rare Catalyst là Small Sun Bash và Epic Catalyst là Fuse Nerve, là những Catalyst cần để có thể Awaken cho Mort. Về chiêu thức, các Catalyst các bạn cần là Ring of Glory cũng như là Epic Catalyst Fuse Nerve. Và với Mortalix khi ban đầu các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần nâng chiêu 3 đến cộng 3 thôi để lấy cái trường cooldown, là các bạn có thể mang vào thử nghiệm được rồi, không cần phải nâng hết chiêu thức làm cái gì. Sau đó nếu các bạn thấy thích đó, thì các bạn có thể nâng tiếp chiêu 1 lên cộng 3 để lấy tối đa cái tỷ lệ phá giáp này, để nhảy phá giáp được tốt hơn. Và sau cùng nếu vẫn còn yêu thích mod nữa thì các bạn có thể max nội tại để lấy full cái khiên, rồi max qua chiêu 3 để lấy hết sát thương, và max chiêu 1 để lấy toàn bộ sát thương. Thì đó là cái thứ tự nâng chiêu cho các bạn để mà thử nghiệm Mortalix từ từ. Tuy nhiên nếu các bạn muốn build mod theo kiểu là sốc sát thương, các bạn đã có ý định và có đội hình sốc sát thương cho mod rồi á, thì các bạn cứ max hết cái chiêu cuối này đi để lấy full sát thương luôn, bởi vì nguồn sát thương chính của Mortalix chính là nằm ở chiêu cuối này. Và đó cũng chính là một vài thông tin review nhẹ về Mortalix các bạn. Còn đây là mod của mình, các bạn có thể tham khảo cách build này. Mình thì build theo kiểu tăng cờ trâu bò thôi, 30.000 máu, 1.500 defense, speed thì lại khá là thấp. Có crit chance nhưng mà crit dam thì cũng không có cao lắm các bạn. Thì cái này là mình muốn đánh mạnh khả năng sinh tồn của Mort. Bên cạnh sát thương thì dùng để anti counter luôn. Hiện tại Mortalix thì múa arena khá là ok, nhưng mà vô World Arena thì hơi lấn cấn một chút xíu các bạn. World Arena mình thấy cái speed này hơi bị chậm và có vẻ là ăn nhiều debuff. Cho nên là trong tương lai có thể mình sẽ đổi qua là tăng speed lên hoặc là tăng resistance lên.
thì các bạn có thể tham khảo những cái ý đó ha. Nhìn chung thì Moe là bộ hero khá là ấn tượng các bạn, đã ra được khỏi kho rồi và bây giờ có chỗ đứng khá tốt trong đấu trường PvP. Dù không dùng được gì cả thì các bạn vẫn cứ build full tăng Moe đi rồi các bạn nhét vào arena thì nó vẫn có chức năng là anti các đoạn counter tắt các bạn. Thì đảm bảo công trình đi arena của bạn sẽ dễ thở hơn khá là nhiều. Ok, hy vọng là clip này sẽ mang đến cho các bạn các thông tin hữu ích trong việc hiểu thêm về Moe. Nếu các bạn muốn biết thêm về các hero khác trong Apex 7 thì có thể ghé qua playlist review nhẹ trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.